Ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi, buôn may bán đất làm một được mười, vận may liên tục kéo tới, phúc lộc đề đa, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động giới tử vi, thần tài kích hoạt vận may, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, đúng tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, làm ăn xuôi thuận, cuộc đời sung túc, giàu có ấm no. Quý vị thân mến, cuộc đời mỗi chúng ta, ai cũng đều phải trải qua những thăng trầm nhất định, bất kể người giàu hay người nghèo, cũng đều có những mối lo toan, vất vả riêng. Người thì lo con cái ăn học, kẻ lo trả sạch nợ nần, mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, không phải bất cứ việc gì cũng diễn biến theo ý muốn của chúng ta, mà phần lớn là do vận mệnh quyết định. Ai gặp thời thì phất lên như vũ bão, ai đen đủi thì trăm chuyện ngáng trở, tiểu nhân cản đường, mãi chẳng thể thành công, ngóc đầu lên được. Đó cũng là quy luật tạo nên cuộc đời này. Chỉ những người biết nắm bắt thời cơ, biết nương nhờ vận thế, mới có cơ may đổi đời, đổi vận, thu tiền tỷ về tay. Trong lá số tử vi tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch năm Giáp Thìn của 12 con giáp, các thầy tử vi đã đặc biệt nhắn gửi tới người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966 rằng, trong tháng tới, vận trình của bản mệnh sẽ có nhiều biến động, cục diện tương hại khiến khó khăn ập tới, tiểu nhân xuất hiện. Nếu làm được điều này, thì sau đó sẽ là trời quang mây tạnh, thần tài xuất hiện, đưa tiền của chạy về túi, hành thông vượt bậc, càng khổ càng giàu, quý nhân chỉ lối tìm ra cơ hội, hiền lộ trong khó khăn, thì ắt thu được nhiều thành tựu, tiền bạc ùn ùn kéo đến, phát tài giàu có, chẳng cần lo nghĩ gì. Đầu tiên, đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời của người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Bính Ngọ, sinh năm 1966, mệnh thiên hà thủy, nước sông thiên hà, xương con ngựa, tướng tinh con thuồng luồng, cuộc đời được Phật Bà Quan Âm độ mạng. Đoán xem số mạng tuổi này, số cùng với mạng lắm lần gian nan, có lúc nguy hiểm chẳng an, tưởng đâu chết hụt chết oan đã rồi, duyên tình lỡ dở lôi thôi, trước thì sum họp sau rồi lại tan, anh em gia đạo bất hòa, đi xa thương nhớ về nhà mới nên, tiền vận vất vả lao đao, trở về hậu vận mới nhàn tấm thân, tuổi này cũng có tánh linh, nghi đâu chúng đó thiệt tình chẳng sai, số này tướng mạng lớn thay, quyền hành chắc trở lo thay cho người. Bính Ngọ, số được cha mẹ dành cho của cải, về tuổi trung niên, hậu vận giàu có, nếu lấy tuổi Tuất thì con số hòa hợp để sống, chuyện tình duyên không mấy xuôi thuận có thể phải hai lần đỏ mỹ yên, họ không mấy hòa hợp với cha mẹ anh chị em trong gia đình, cho nên tình thân hữu không mấy mặn mà. Nếu ở xa nhau thì tốt hơn, nhưng nhìn chung tuổi này khi còn trẻ long đong, về sau phú quý sống lâu, tính nóng như lửa, hoạt bát phóng khoáng, vợ chồng cần dung hòa, để khỏi phải chia ly. Cuộc sống hậu vận tốt, cho nên cần phải làm nhiều điều thiện, để được hưởng trọn số trời, phong lưu khoáng đạt thỏa chí tài của mình. Bính Ngọ, mệnh là thiên hà thủy, được biết tới sự cống hiến không toan tính, hay đòi hỏi được đền bù, nước thiên hà gội sạch bụi bặm trần ai, tưới mát cho cây cối muôn loài. Trong cuộc sống, người Bính Ngọ mệnh thiên hà thủy, thường là người của công chúng, có đóng góp cống hiến lớn lao cho đời, nhạy cảm tinh tế, hay u buồn và tự mâu thuẫn, bởi bản chất của giọt nước mong manh, nên tuổi Bính Ngọ cực kỳ nhạy cảm và tinh tế. Khi mưa gió càng khôn ảm đạm, nên thâm tâm họ mang một nỗi buồn cố hữu về thế thái nhân tình. Bính Ngọ thuộc hỏa tương khắc với nạp âm thủy, cho nên tâm tư họ nhiều điều mâu thuẫn rất khó lý giải,
nam giới tuổi Bính Ngọ có cuộc đời được hưởng sung sướng, về tới thời trung vận, việc làm gặp được nhiều may mắn, bạn sẽ có nhiều khổ tâm về vấn đề con cái, thời kỳ hậu vận bạn sẽ được sống an nhàn, sung sướng. Phần gia đạo, đề phòng việc con cái có xung khắc lẫn nhau, nếu bạn biết lo cho con cái thì sẽ thu được nhiều tốt đẹp, đường công danh lúc nhỏ có phúc phận, về thời hậu vận có tiếng tăm, sự nghiệp được gây dựng vững chắc, vấn đề tiền tài được điều hòa, bắt đầu từ thời kỳ trung vận, về sau sẽ không phải lo sợ bị sụp đổ gì nữa. Nữ Bính Ngọ phải trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của cuộc sống, song vào thời kỳ không hoàn toàn được tốt đẹp, bạn thiên về con đường kinh doanh mua bán, hơn là theo đuổi đường công danh. Phần gia đạo có nhiều yên vui, vào thời kỳ trung vận và hậu vận tốt, sự nghiệp của bạn sẽ hoàn thành từ năm 34 tuổi trở đi, phần tiền bạc sẽ thu được nhiều kết quả và vững chắc vào thời kỳ hậu vận. Luận giải tử vi Bính Ngọ sinh năm 1966, năm 2024 cho thấy, đây là một năm khá khó khăn, bạn phải đối diện với nhiều điều không như ý muốn, trong cuộc sống, cũng như trong công việc, do bị chi phối bởi cục diện phá thái tuế. Tuy nhiên, 3 tháng giữa năm 2024 là tháng 5, 6 và 7 âm lịch này, thì Bính Ngọ sẽ có nhiều sự cải thiện hơn trong vận trình của mình. Thời gian này bạn cần chú ý đến các mối quan hệ xã giao của bản thân, hạn chế gây thù chuốc oán với người khác. Khi tham gia vào cuộc tranh luận, hãy luôn giữ một cái đầu lạnh, tránh nói năng hành xử nóng nảy, đắc tội với người khác, mà đẩy mọi việc vào bế tắc. Việc làm ăn kinh doanh cũng sẽ diễn ra khó khăn, chính vì thế đòi hỏi quý mệnh Bính Ngọ phải kiên trì với mục tiêu của mình. Đặc biệt, khi gặp phải đối thủ cạnh tranh, bạn cần hành xử phù hợp, không nên vội vàng tin theo hoặc chạy theo bước chân của người khác, làm những việc không chính đáng để kiếm lời về cho mình. Cát khí sụt giảm mạnh, chính vì thế vợ chồng và các thành viên trong gia đình không tìm được tiếng nói chung, đã đến lúc quý mệnh hạ cái tôi của mình xuống để có thể nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn, hạn chế những hiểu lầm không đáng có. Điểm sáng nhất trong tử vi 3 tháng giữa năm 2024 của tuổi Bính Ngọ là phương diện sức khỏe, hầu như không bị tác động nhiều, quý mệnh duy trì thể trạng khỏe mạnh, ít đau ốm bệnh tật, nguy hiểm. Vậy chi tiết các phương diện cuộc sống trong 3 tháng 5, 6 và tháng 7 âm lịch của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tiên là về mặt sự nghiệp. Tiến vào năm có tam hội cục nâng đỡ, thêm thiên quang và long chỉ uy quyền, công danh sự nghiệp của Bính Ngọ vì thế mà thăng tiến không ngừng, liên tục có sự thay đổi, mở mang theo chiều hướng tốt, đi xa làm ăn hay ngoại giao đều gặp được quý nhân tương trợ, thu về thành quả đáng ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương, giữ vững tinh thần học hỏi và phấn đấu không ngừng, rất dễ khẳng định năng lực, được cấp trên đề bạt, không ít cơ hội thăng tiến trong tầm tay, nên chủ động nắm bắt. Người kinh doanh buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, việc cũ, việc mới luân chuyển hài hòa, càng mở rộng càng nhiều không gian phát triển. Năm này cũng khá thích hợp cho những ai có ý định khởi nghiệp, mạnh dạn khai phá những bước đi mạo hiểm, hứa hẹn nhiều trải nghiệm bất ngờ. Có điều trong 3 tháng giữa năm, vẫn có điểm hiềm khích thị phi, do tác động của hung tinh quan phù, quý mệnh nên thận trọng khi chọn người hợp tác làm ăn cùng, tránh mâu thuẫn gây bất lợi trong công việc. Về mặt tài lộc, so với tử vi Bính Ngọ hồi đầu năm, thì vào giữa năm, tài lộc tuổi Bính Ngọ hanh thông hơn hẳn, dấu hiệu dễ thấy nhất là cảm giác kiếm tiền dễ dàng hơn, không còn quá vất vả như trước, mưu sự dễ thành. Dù quá trình có thể gặp khó khăn đôi chút trở ngại, nhưng kết quả cuối cùng vẫn mãn nguyện, vẫn thu về lợi nhuận tốt, vừa được tam hợp phù trợ, lại có thiên tài chủ về các nguồn thu phụ mang tới tài lộc trời ban. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, sẽ có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu. Những kênh đầu tư này mang tới một nguồn tiền thụ động ổn định. Chất lượng cuộc sống của Bính Ngọ vì thế cũng được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước, mức độ tiêu hao tiền bạc trong năm không quá nhiều, thu chi cân đối, tiết kiệm thuận lợi, tích lũy được khoảng kha khá, yên tâm cho một vài kế hoạch sắp tới. Về mặt tình cảm, gia đạo. Trong 3 tháng giữa năm có vận quý nhân vượng, tình duyên của Bính Ngọ được tiến triển mạnh mẽ, nhất là nam nữ còn độc thân, nữ mệnh dễ gặp được người ưng ý, có thể trẻ tuổi hơn, cũng có thể lớn tuổi hơn, duy trì mối quan hệ cát lành. Nam mệnh có xu hướng tập trung phát triển sự nghiệp hơn, tuy nhiên đào hoa vẫn khá vượng, không hề cô đơn lẻ bóng, tình cảm lứa đôi khá lý tưởng, các cặp đôi trong giai đoạn hẹn hò có thể tính chuyện trăm năm, nên tiến hành vào nửa đầu năm,
mọi việc dễ bề suôn sẻ. Các cặp vợ chồng khó tránh khỏi mâu thuẫn do bộn bề cuộc sống, nhưng đều không quá nghiêm trọng. Bằng cách quan tâm hơn đến người ấy, gia đạo ắt yên ấm. Về mặt sức khỏe của Bính Ngọ 1966, thì xét tổng quan tử vi tuổi Bính Ngọ 3 tháng giữa năm 2024, quý mệnh sức khỏe khá tốt, không mắc bệnh tật nghiêm trọng, có ốm đau cũng dễ gặp thầy gặp thuốc mà mau lành. Tuy nhiên, luôn có bạch hổ hung tinh rình rập, cảnh báo về vấn đề đi lại, đề phòng họa huyết quang, tai nạn xe cộ, hoặc bị vật nhọn đâm phải gây chảy máu thương tổn. Ngoài ra, nam mệnh Bính Ngọ chú ý đề phòng các chứng bệnh liên quan đến tim mạch, nhất là vào tháng 6 âm lịch, đồng thời nên hạn chế sử dụng rượu bia, thuốc lá, những tác nhân khiến những ai đã mắc bệnh nền sẵn, ngày càng suy yếu. Nữ mệnh Bính Ngọ chú ý các vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa, như chứng đau dạ dày, tiêu hóa kém, đầy bụng. Và tiếp sau đây là vận trình tử vi từng tháng và cẩm nang vượng vận dành riêng cho Bính Ngọ, sinh 1966, trong 3 tháng âm lịch giữa năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên là luận giải tử vi tháng 5, tuổi Bính Ngọ âm lịch. Quý mệnh đã có được những bước tiến quan trọng trong cuộc sống của mình, nhất là với những ai mạnh mẽ quyết liệt, sẵn sàng đi tắt đón đầu cơ hội mở ra trước mắt rất nhiều. Lâm quan nhập mệnh mang lại sự tự tin tích cực cho quý mệnh. Nhờ thế mà bạn gây được ấn tượng tốt với mọi người. Không những thế bạn còn khá chủ động trong các cơ hội, nên vẫn may mà ngày càng nhiều thêm. Xem tử vi tháng cho thấy, phương diện sự nghiệp của mẫu ngọ tràn đầy cảm hứng. Bạn tha hồ sáng tạo, thử nghiệm và áp dụng chúng vào công việc. Điều đáng mừng là nhiều giải pháp được tối ưu có thể sử dụng. Thời gian này Bính Ngọ được đồng nghiệp lắng nghe và cấp trên đánh giá cao. Khi được khen ngợi thì lại càng làm việc hăng say hơn. Quý mệnh sẽ làm việc hết sức hiệu quả. Hãy tận dụng tháng này để hoàn thành thật nhiều việc. Đây cũng là tháng thể hiện sự khéo léo trong ứng xử. Đừng vì chút thành tích mà tự kiêu, hoặc vì bận quá mà quên việc quan sát, quên đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để hiểu hơn về họ nhé. Đây là thời điểm tốt để mở rộng kinh doanh sang những hướng mới. Ai muốn khởi nghiệp thì lúc này phù hợp cho người bước đi đầu tiên của mình. Nhờ có tam hội khuyến khích mà việc hợp tác làm ăn cũng sẽ thuận lợi hơn, hoặc quý mệnh sẽ may mắn được những đối tác hỗ trợ, đôi bên cùng có lợi, giúp gia tăng doanh thu nhanh chóng. Thời gian này, khuyên Bính Ngọ nên tiếp tục hoàn thiện những gì mà quý mệnh đang làm. Hãy dành thời gian để làm nhiều việc hơn. Nền móng gây dựng lúc này hứa hẹn mang lại thành quả tốt đẹp trong tương lai. Vì vậy đừng để phí thời gian trôi qua một cách lãng phí. Tử vi tháng 5 âm lịch có Bách Việt chủ đảo hoa giúp cho Bính Ngọ có cơ hội thoát khỏi kiếp độc thân. Trong khi đó, người có đôi rất thuận lợi trong việc kết nối giữa hai người. Không những thế, cả hai người đều có hành động, lời nói được lòng của hai bên nội ngoại. Đây là thời điểm tuyệt vời để người độc thân thực hiện bước nhảy dũng cảm vào những vùng đất xa lạ. Hãy để con tim dẫn dắt bạn trong lúc này. Đừng quá lý trí mà so sánh thiệt hơn. Điều tuyệt vời đang chờ đón bạn ở phía trước. Người đã có gia đình được bạn đời hết sức hỗ trợ. Nếu có băn khoăn trong bất cứ lĩnh vực gì, hãy chia sẻ để có được lời khuyên hữu ích. Sức khỏe của Bính Ngọ trong tháng này dù không quá xấu, nhưng cũng không tốt cho lắm. Chủ yếu do xuất hiện tình trạng lao lực, hoặc thậm chí là bệnh cũ tái phát bởi công việc bận rộn. Tháng này có nhiều việc phải làm, lại đặt nhiều kỳ vọng cho tương lai, nên áp lực tinh thần của Bính Ngọ khá lớn, khiến thể lực suy giảm. Mỗi lần say việc là lại quên hết những giờ giấc ăn uống không đúng bữa, nên rất dễ đau dạ dày. Quý mệnh cần phải có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn tinh thần, giữ tâm trạng vui tươi thì sức khỏe mới cải thiện được, nên điều chỉnh lại lối sống cho phù hợp nếu không muốn bị bệnh càng thêm nặng hơn. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu trắng, con số phát tài, số 65 và số 45. Tử vi tháng 6 âm lịch tuổi Bính Ngọ. Tuổi Bính Ngọ âm lịch cho thấy, tháng này quý mệnh đón khá nhiều tin tích cực sau bao ngày ngóng trông, cát vận tăng tiến nhanh chóng, hung vận đã lùi xa, trả lại cho quý mệnh sự tự tin và cảm giác nhẹ nhõm. Nhờ chính những nỗ lực bền bỉ của bản thân, vận khí của Bính Ngọ đang tăng tốc khá nhanh, kéo theo phương diện công danh, sự nghiệp cũng đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Hợp cục xuất hiện kết hợp với các tinh chính quan, quý mệnh đang dần lấy lại tinh thần và xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục theo hướng có lợi cho mình, các vấn đề trong công việc được xử lý ổn thỏa. Chẳng những vậy, Nguyệt Lâm Mộc Dục còn mở ra nhiều mối nhân duyên tốt đẹp cho quý mệnh, đặc biệt là các mối quan hệ rất rộng mở. Không chỉ làm cho chuyện tình cảm tốt đẹp,
mà còn rất hữu ích ở cả phương diện sự nghiệp. Theo đó, quý mệnh sẽ gặp quý nhân trợ giúp, đồng nghiệp yêu mến, cấp trên tin tưởng, hiệu suất làm việc nâng cao hơn hẳn. Bạn có thể sẽ chinh phục những nấc thang quan trọng trong thời gian này. Mọi nỗ lực sẽ được đền đáp và việc mà bạn làm là điều được ghi nhận, đánh giá xứng đáng. Mong muốn thực hiện việc gì quan trọng thì có thể chọn thời điểm này để tiến hành. Những khó khăn ban đầu do ngũ quỷ hung tinh quấy phá có thể khiến cho bạn lung lay ý chí, nhưng cuối cùng vẫn thực hiện được. Tinh thần phấn chấn và hăng hái cũng khiến cho Bính Ngọ sẵn sàng mở lòng với mọi người, luôn biết lắng nghe và chịu khó tích lũy kiến thức, học thêm từ người đi trước để ngày càng hoàn thiện bản thân hơn. Bính Ngọ không ngừng ngại có thể giúp sức cho người xung quanh, thì có thể sự nhiệt tình khiến cho bạn càng được mọi người yêu mến, đồng nghiệp sẵn lòng giúp đỡ lại khi bạn cần thiết. Nhìn chung, tháng mới với nhiều cơ hội mới mở ra cho Bính Ngọ, đây là thời điểm tuyệt vời cho những ai đang ấp ủ những dự án mới, đã có thể bắt tay vào hành động. Hãy cứ vững tin bắt đầu bằng những bước nhỏ, hay chắc chắn theo thời gian thì hứa hẹn bạn sẽ bước lên những nấc thang cao hơn, ngồi ở vị trí vững chãi hơn. Tài lộc của tuổi Bính Ngọ trong tháng vô cùng vượng phát, một lần nữa khẳng định rằng may mắn đang đứng về phía quý mệnh, bạn đã nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo, giúp tiến hành kế hoạch đề ra từ trước đó. Người làm công ăn lương có thể sẽ tăng lương hay tăng thưởng bởi những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này. Với những bạn làm kinh doanh thì đây là một tháng khá bận rộn, với những đơn hàng tới tấp bay về, hàng hóa lưu thông trơn tru, lợi nhuận tăng tiến nhanh chóng. Đặc biệt, với sự hậu thuẫn của tài tinh chính vì thế, quý mệnh tìm nhiều mối làm ăn tiềm năng, cũng biết cách duy trì mối khách hàng lâu năm để có được nguồn thu nhập ổn định cho bản thân. Quý mệnh có thể tranh thủ dịp này để tăng các kênh quảng cáo cho sản phẩm của mình, nhằm thu hút thêm đối tượng khách hàng, thì việc buôn bán sẽ còn rực rỡ hơn nữa. Có điều cẩn thận khi ngũ quỷ hung tinh rình rập, cần giả soát hợp đồng, giấy tờ, văn bản pháp lý thật kỹ càng, tránh phạm sai lầm, nhẹ thì bỏ tiền túi để đền bù thiệt hại, nặng thì dính dáng tới kiện tụng, pháp luật. Tử vi tháng, tuổi Bính Ngọ âm lịch nhận định rằng, nhờ Nguyệt Lâm Mộc Dục mà đời sống tình cảm của các cặp đôi Bính Ngọ sẽ có nhiều tín hiệu đáng mừng, quý mệnh sẽ có khoảng thời gian thú vị và ngọt ngào bên người thân yêu nhất của mình. Nhân duyên khởi vượng phơi phới, thúc đẩy tình cảm lứa đôi ngày càng tốt đẹp. Đây cũng chính là thời điểm lý tưởng để người độc thân ngày càng tốt đẹp hơn, mở rộng quan hệ xã giao, chủ động kết bạn, bày tỏ tình cảm. Nếu đã có đối tượng trong lòng, khả năng cao là bạn cũng sẽ gặp được người trong mộng, tình huống vô cùng bất ngờ. Nhưng đã là duyên thì chẳng thể nói trước được điều gì. Đời sống vợ chồng hòa hợp, có thể tính chuyện sinh thêm con cái, nên tìm hiểu tất tần tật những điều cha mẹ cần biết khi sinh con. Năm 2024, đúng thời điểm phù hợp, vượng vận cho cả gia đình. Sức khỏe của quý mệnh Bính Ngọ ngày càng đi vào ổn định, không gặp phải vấn đề nào đáng ngại. Cũng nhờ các kế hoạch chăm sóc bản thân, rèn luyện thể dục thể thao đang phát huy tác dụng, quý mệnh nên duy trì các thói quen sinh hoạt của mình về lâu dài. Tuy nhiên, trong tháng có ngũ quỷ hung tinh ẩn tàng, quý mệnh vẫn nên chú ý đi đứng cẩn thận để phòng tai nạn xe cộ bất ngờ. Cẩm nang vượng vận, quý nhân tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Thìn, màu sắc may mắn màu đỏ, con số phát lộc số 39 và số 93. Tử vi tháng 7 của tuổi Bính Ngọ âm lịch. Đây là một thời điểm đầy hy vọng của Bính Ngọ. Quý mệnh có thể được tiếp xúc với nhiều cơ hội làm ăn, cũng có thể thăng tiến mở ra hướng phát triển mới trong sự nghiệp. Thời điểm này mộc dục cho thấy, quý mệnh không mấy kiên định với mục tiêu của mình, dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài. Vì vậy muốn bắt tay vào công việc gì thì cần phải suy nghĩ kỹ càng hơn và có hướng đi rõ ràng, biết lắng nghe lời khuyên cho mọi người, nhưng không để những lời bản gia tán vào làm cho dao động quyết tâm của mình. Tuy nhiên, quý mệnh vốn là người nhạy bén và có khả năng ứng biến nhanh nhạy, nhờ vậy mà có thể dễ dàng nắm bắt cơ hội. Có điều cơ hội sẽ không tự dưng xuất hiện trước mặt, mà cần phải thật sự quyết tâm và mong muốn giành giật được. Cát tinh chiếu mệnh sẽ giúp người không ngừng cố gắng vươn lên, đạt được thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Trong tháng 7 này, Bính Ngọ cần phải chú ý hơn để học cách ăn nói và hành xử của mình. Bạn không nên giải quyết công việc nông nổi hoặc theo cảm tính. Bên cạnh đó thì càng cần phải chú ý đến hung tinh Thiên Cầu, dễ vướng phải chuyện tranh chấp, thị phi. Không nên so đo tính toán với mọi người, mà nên suy nghĩ thoáng hơn. Nếu có thể bỏ qua chuyện gì thì hãy bỏ qua. Vận trình tài lộc của Bính Ngọ có nhiều biến động vào thời điểm này. Trên cơ bản,
người làm ăn vẫn sẽ duy trì những mối đầu tư kinh doanh trước đó của mình. Chính vì thế, bạn nên giữ quan hệ với những đối tác đáng tin cậy, bởi nó có thể sẽ trở thành nguồn thu chủ yếu của bạn trong tương lai, hoặc là quý nhân chỉ đường dẫn lối cho bạn những hướng đi phát triển mới. Bạn không nên vội vàng chạy theo những xu hướng chung của xã hội, có mới nới cũ, bởi đó cũng là một nguồn thu không bền vững. Tốt nhất hãy làm tốt công việc hiện tại, trước khi thử sức với những lĩnh vực mới mẻ hơn. Người có ý định khởi nghiệp vào thời điểm này sẽ phát hiện ra những điểm sáng trong công việc. Mộc dục khiến bạn có tinh thần làm việc hăng hái và tràn đầy hy vọng. Nhờ tâm trạng phấn khởi mà bạn có thể chinh phục được người đối diện, tự tìm ra cơ hội kiếm tiền cho bản thân. Tình duyên của Bính Ngọ vượng sắc do có ngũ hành mộc hỏa tương sinh, xây dựng được những mối quan hệ tốt với mọi người nói chung và với người khác giới nói riêng. Nếu là người độc thân, nữ giới nên chú ý hơn đến vẻ bề ngoài của mình. Nếu biết cách trưng diện, làm dáng hợp lý, bạn có thể dễ dàng thu hút ánh mắt của người đối diện. Bên cạnh đó, nếu có lòng yêu mến người nào, cũng có thể chủ động bước tới làm quen, không ngại ngừng bỏ lỡ những cơ hội tốt. Nam giới sẽ thu hút phụ nữ bởi cái tính hào hoa phong độ của mình. Bạn có thể nhận được nhiều tình cảm của người khác, tuy nhiên cần phải nghiêm túc với chuyện yêu đương. Không nên giữ quan hệ mập mờ với nhiều người cùng một lúc, có mới nới cũ, không biết thỏa mãn về cái thực tại. Với người đã lập gia đình, bạn và người ấy ngày một thấu hiểu nhau hơn. Hai người cùng nhau xây dựng một mái nhà đầm ấm và hạnh phúc. Hai người có thể tìm cách làm mới tình yêu của mình, ôn lại những kỷ niệm cũ đã qua. Để hâm nóng cảm xúc, Bính Ngọ cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe trong thời điểm này. Sức đề kháng của bạn có thể có dấu hiệu suy giảm, khiến bạn dễ mắc phải các bệnh cấp tính hơn mọi người. Vì vậy bạn cần phải xây dựng kế hoạch sinh hoạt hợp lý, cân đối giữa hoạt động và nghỉ ngơi, đồng thời ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, không chỉ nên ăn uống theo sở thích của bản thân. Nếu cơ thể có những dấu hiệu cảnh báo, không nên chần chừ mà cần phải đi khám ngay lập tức để tránh bệnh kéo dài, có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm hơn, tiết kiệm thời gian và tiết kiệm tiền bạc khám bệnh. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, tuổi Dần, tiểu nhân, tuổi Tý, màu sắc may mắn, màu đỏ, con số phát lộc, số 36 và số 85. Cuối cùng là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Bính Ngọ, nam nữ mệnh. Cuộc sống này là của bạn, con đường đang đi cũng chính là do bản thân mình chọn, dù có khó khăn như thế nào thì cũng phải cố mà bước đi. Bạn biết đấy, nếu không bước về phía trước thì bạn sẽ chẳng bao giờ biết được con đường đó có những gì đang đợi bạn. Không phải lựa chọn nào cũng đúng, không phải việc gì cũng thành công, chỉ có tiếp tục bước mới biết được, vì nếu không ngay cả nhận lại thất bại bạn còn không có tư cách, chứ đừng nói gì đến hai chữ thành công. Quả đúng là như vậy, có nỗ lực không ngừng nghỉ, luôn vươn lên thì mới mong có thành quả tốt đẹp đến với mình. Dưới đây là 8 điều để trở thành người tốt và thành công hơn theo lời Phật dạy. 1. Phúc hậu. Hậu đức tại Phật, con người có đức hạnh thì không có việc gì không gánh vác được. Nhà Phật lấy phúc làm đầu, ở đầu làm gì cũng hướng tới cái phúc. Muốn trở thành người tốt chân chính, trước tiên là phải có phúc hậu, đối đãi với người trên kẻ dưới hòa nhã, hiền hậu. 2. Lương thiện. Ban ngày không làm chuyện khuất tất, ban đêm không sợ ma gõ cửa. Nhà Phật hướng thiện, lấy lương tâm làm thước đo của một người. 3. Giữ chữ tín. Người có tín thì vạn người tôn trọng, người bất tín thì vạn người khinh khi. Làm người lấy chữ tín răn mình, không dối trá, thất hẹn với người khác, chính là tiêu chuẩn Phật dạy làm người tốt. 4. Khoan dung. Khoan dung chính là vĩ đại. Làm người không nên chấp nhận thất bại, mà phải có cái nhìn thoáng rộng, sẵn sàng tha thứ cho sai lầm, để giáo hóa cái sai bằng tấm lòng. 5. Thành thật. Điều cơ bản này hẳn ai cũng biết, thật thà là cha giả dối. Làm người phải đàng hoàng, thẳng thắn, kẻ lươn lẹo, dối trá, tất bị quả báo. 6. Khiêm tốn. Phật dạy làm người tốt, tức là không được ngừng tu dưỡng, cố gắng luôn kính trên nhường dưới, thắng không kiêu, bại không nản, khiêm cung giữa mình. 7. Chính trực. Người sống ở đời phải chính trực, không rèm pha xua nịnh, dám nhìn thẳng vào sự thật, dám đấu tranh vì lẽ công bằng. 8. Kiên trì. Phật dạy làm người tốt và thành công hơn trong cuộc sống thì phải thật kiên trì, dũng cảm đối diện, không nao núng, chỉ cần tu dưỡng tốt, công lao không bao giờ phí. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5, 6-7 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, cho người tuổi Bính Ngọ,
sinh năm 1966. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.